Một bài toán lớp 8 về số nguyên tố. Chứng minh rằng với mọi số nguyên tố P thì P lập phương cộng P trừ 1 tất cả trên 2 không phải là tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Ta hãy đi vào giải quyết vấn đề này. Nếu P bằng 2, ta suy ra được P lập phương cộng với P trừ 1 tất cả phần 2 sẽ bằng 8 1 phần 2. Nó không thuộc tập hợp số tự nhiên nên không thể là tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Nếu P lớn hơn hoặc bằng 3 và P là một số nguyên tố thì ta suy ra được P trừ 1 sẽ là số chẵn hay P trừ 1 chia hết cho 2. Từ đó suy ra P trừ 1 phần 2 sẽ thuộc tập hợp số tự nhiên. Và ta suy ra được P lập phương cộng P trừ 1 tất cả phần 2 sẽ thuộc tập hợp số tự nhiên. Ta hãy giả sử rằng P lập phương cộng P trừ 1 tất cả phần 2 phân tích được thành tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Như vậy ta sẽ suy ra được P lập phương cộng P trừ 1 phần 2 sẽ bằng A nhân với A cộng 1 với A thuộc tập hợp số tự nhiên. Hay ta suy ra được 4P lập phương cộng 2P trừ 2 bằng 4A bình phương cộng 4A. Do ta nhân 4 ở cả hai vế. Điều này sẽ tương đương với, ta hãy phân tích để có được bình phương ở đây, là 4P lập phương cộng 2P trừ 1 sẽ bằng 4A bình phương cộng 4A cộng 1. Đây là một bình phương. Và như vậy ta có 2P nhân với 2P bình phương cộng 1 trừ đi 1 bằng 2A cộng 1 tất cả bình phương. Từ đây ta suy ra được 2P nhân với 2P bình phương cộng 1 trừ đi 1 là một số chính phương. Vì P lớn hơn hoặc bằng 3 và P là một số nguyên tố, nên suy ra P không chia hết cho 3. Mặt khác, P bình phương sẽ đồng dư với 1 theo module 3 do số chính phương chia cho 3 chỉ dư 0 hoặc 1. Nên ta suy ra được 2P bình phương cộng 1 sẽ đồng dư với 3 theo module 3. Hay suy ra 2P bình phương cộng 1 chia hết cho 3. Và từ đó suy ra được 2P nhân với 2P bình phương cộng 1 cũng chia hết cho 3. Như vậy thì biểu thức trên này của chúng ta, 2P nhân với 2P bình phương cộng 1 trừ đi 1 sẽ đồng dư với 2 theo modul 3. Nhưng 2P nhân với 2P bình phương cộng 1 trừ đi 1 là một số chính phương, ta đã nói ở trên, mà số chính phương thì chia cho 3 chỉ dư 0 hoặc 1, nên điều này là vô lý. Vậy giả sử của chúng ta là sai. Như vậy ta có được điều phải chứng minh là với mọi số nguyên tố P thì P lập phương cộng với P trừ 1 phần 2 không phải là tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.